Rồi chào tất cả anh em nha. Hôm nay quay lại cái mô hình của thằng Linh nha anh em. Thì Linh thì bữa nay không có ở nhà, có ba Linh ở nhà thôi. Thì bữa nay là trở lại thì Linh nó đang có bên mô hình của Linh, thì mấy anh em biết là nên mô hình nuôi nước sông anh em. Bữa nay thì mình đi qua bắt đường bố mẹ. Thì bầy lươn thịt của Linh nó ra hết anh em. À, đây. Thì đây là cái mô hình bữa hổm mình có quay cho anh em xem rồi ha. Đó, mô hình này là nuôi toàn bộ là nước sông nha anh em. Bơm lên có ba cái ao dự trữ này. Đây là đây ngao ha. Và qua đó bên kia. Thì đây là chú bơm vô đây rồi xử lý rồi cho nuôi trên này. Hiện tại thì đã ra hết lương thịt rồi anh em. Thì bầy này bữa hổm bán sau Tết thì cũng 110 nè. Thì cũng nói là 4 5 hồ này cũng được tấn ngoài á. Thì bữa nay mình đi bắt bầy lươn bố mẹ chú chừa lại cho mình anh em. Đây, bầy lươn lươn nhì nha. Lươn cũng rất là đẹp. Lươn này chú lựa ra nha. Đó, lươn này mình sẽ bắt về làm bố mẹ đây anh em. Thì lươn này tầm khoảng 150 g đó. Gửi đó nè. Thấy không? Lươn bố mẹ thì anh em bắt cũng tầm này trở lên nha. Tại vì bầy lươn này cũng khá lâu rồi nè, lươn này 14 15 tháng á. Bầy lươn mấy bầy này thì lựa lại mấy con nhỏ nhỏ thì ba làm lươn bố mẹ. Thì chú cũng đang cho đẻ khoảng 4 5 hồ á, tí quay cho anh em xem. Cũng chưa chưa có mổ thử coi như thế nào, thì nữa giờ mình sẽ mổ cho anh em xem nha. Đây là cái bầy chú chừa lại cho mấy hai em anh với anh em mình bắt. Thì này là bảy lương chú để lại ăn đây, lương này chắc có 200 300 gram. Thì mấy anh em lựa lương thì mấy anh em lựa tầm khoảng 10 trên 10 tháng cho lên đó nha. Nhưng mà vợ con khoảng lương lương nhầy thì ngược rồi. Thì 10 tháng 12 tháng nó tầm khoảng 300 gram đó nè. Đây chú đây nha. Thì bên đây là cũng vớt được mới rồi. Hiện tại chú cũng sức hết rồi, đang đang ưng lên nặng đồ thịt nha. Vậy này chú cũng mới vô nè. Đó. À, cũng 3-4 khay là cũng mới làm đó nè. Lúc trước mình có nói với anh em là Linh nó sẽ làm cái lươn đẻ đó nè, mình cũng hướng dẫn cho Linh làm đây. Mình trong đây thấy nhiều lươn rất đẹp đó. Này dứt trước mình từng đó nè, đi ăn trùng rất mạnh nè. Mình chỉ chú gọn đây. Bài này bài khoảng 3 tuần nè, 4 tuần nè. Bài này nuôi thêm khoảng tuần nữa chặt lồng đi gửi rồi anh em. Rất đẹp luôn. Mình dính đi gửi nè. Này chặt ra rồi, này chặt dứt. Này bộ chú chặt cái lồng chặt chưa hả? Chưa chặt hả? Con bên đó nó bự quá, tưởng lấy chặt 0,8 thì chứ. Dạ. Rồi cái phần nhỏ là trứng hả? Dạ. Đây là bồn xử lý nước ha. Thì những cái này là lúc trước là có quay lươn bố mẹ lươn lươn thịt cho anh em xem á. Đây là chú lắng rồi cho nó bơm rồi đó. Đây công trình chưa xong nè. Thì đây sẽ làm một cái chỗ ương ấp à, chỗ nuôi ương ấp chú sẽ chưa xong. Ở sau này thì mới cuốc lên nè, chú sẽ lấy đất ở ngoài này nè để chú bỏ vô xử lý giữ chữ mấy cái ao nước này luôn ở trên trồng mít nè.
chỗ trống này chú sẽ làm bể lương thêm đó nè. Thì ngoài kia, ngoài đó là cái quốc lộ 61C chị Thành Thơ nè ha. Cách ruộng thì ở đây là chỗ nhà của Linh đó, thì nó tầm nằm ở cầu Hội Đồng đó nè, vô chút Hậu Giang nha. Chú làm vừa xong rồi chú tấn lại nè, thì lúc trước chú làm cũng hơi thấp quá nè, thu thì nó cũng không được nhiều á. Thì bắt đầu lương này á thì mấy anh em cũng thấy ý là lương bán nhân tạo ban đầu đã rất ít, nhưng mà từ từ nó sẽ tăng dần lên nha. Thì nói chung thì lúc trước mình có nói cho anh em rồi đó, nó đẻ không có nhiều bằng cái lương đồng ban đầu, nhưng mà từ từ nó khoảng 3-4 đợt á thì nó sẽ tăng lên nha. Đó, thì những cái này là cái hồ này, hồ chút nó lúc trước nó nuôi lương thịt đó cái này. Thì do tình hình nó lương giá lương nó cũng không có cao lắm, chú tận dụng chú làm cái lương đẻ luôn, chú đưa vô trong chú nuôi lương thịt ha. Những cái này thì nữa thì mấy anh em nó chú lên đất thêm này, chú để nước như tấn dáng này em thấy không, làm rất là đẹp nha. Làm như thế này thì nó không có lỡ nha. Thì lương này có những cái dáng này, nó có những cái cỡ hay cái hở với nó chui ra chui vô. Thì nếu chú lấy cái đất mặt ruộng ngoài đó đó ha, chú lấy một ruộng ngoài đó chú đưa vô đây chú làm lên một lớp nữa đó. Cái này thì nó hơi thấp, thì cái này cũng có vô nè, vô nhưng mà chưa có cao đó. Cái này nước nó gạ nó hồi nè, hồi nữa kia chú xả ra, cái này nước gạ nó ra thúi á, thúi nó là ảnh hưởng tới lương rồi nè. Rồi nữa mình kêu ông chú không thả ra, thì cái này cũng vừa vớt xong, ngoài đợt này nó đã không có nhiều đó. Đây bỏ cái này nữa này, chú để ngày chú ngâm nước rồi chú vô đất thêm, làm chưa xong nha. Cái này mình qua, nên mình qua thì mình bắt luôn bố mẹ sẵn quay cho anh em xem à, làm rất là đẹp, tấn dáng rồi xây các kiểu đẹp lắm. Cù nèo nha, chú xúc nó lỡ chết cù nèo ở đây, chú nói chú trồng lại á. Hồ dài này 1 2 3 4 5 6 hồ, nhưng mà 3 hồ nhỏ, 2 hồ này, cái hồ này dài này cũng bằng hơn mình thôi, dài em chút. Làm rất là đẹp nha. Thì cái này á mấy anh em làm lương của bố mẹ mà lúc đầu này mấy anh em coi, mấy anh em về mấy anh em chuẩn bị hồ chứa đồ mấy anh em xử lý cho nó kỹ đó. Thì nếu mà hồi mình bắt lương bố mẹ về nữa mình mổ rồi để mình xử lý, mình mổ lại làm cho anh em xem. Cái này chú lên nó đất như thế này là ok nha. Đó, mấy anh em lấy coi, đất nó thấp quá thì nó dễ bị sụp, khô nó tốt hơn ha, rộng lắm. Làm cái này cũng hơi da bự nè, sát vô đây một chút là được rồi. Làm này nó đất nó hơi rộng rộng quá, nó mồi cực nha, nó đâu cũng không làm tới trong này nè, nó làm khoảng tầm ngoài này giữa giữa này. Nếu mình động quá ban đầu thì nó sẽ, mình ban đầu nó để ngoài nhưng mà từ từ nó để rút 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 vô trong này. Đó, nhưng mà mình môi như vậy nó cực, làm vừa vừa thôi, nó tầm khoảng 3 tấc 4 tấc 4 tấc này, chắc cỡ 6 tấc. À, cái mô hình của Linh này ha, cái này thì Linh không có nhà anh em đi làm, còn chú với cô ở nhà thôi. Rồi quay cái này một chút nữa mình bắt lương rồi mình quay cho anh em thêm nha. Rồi bắt lương về anh em, nãy giờ thả trong bồn mà xỉn quá không có quay cho được, hồi nãy xỉn quá rồi. Ơ chết chạy ra đây anh em coi ha, đó vô này thả vô thêm nha anh em, có cái nó bị lủng rồi. Ây chà. Rồi anh em thì nãy nó bị chui ra nè, đây là lương bắp về nè, mình đã xử lý rồi chưa ha, xử lý vitamin C rồi thuốc tím nè,
chung là nãy giờ nó chui ra mình bắt vô. Đây mình sẽ bổ sung thêm số lượng lươn của cái bồn lươn đồng nữa anh em. Nói chung là lúc trước nó có bị hao nhiều á, mình mới bổ sung thêm đó. Thì hồi nãy là có quay ở bên nhà Văn Linh á, nhưng mà hồi nãy ba Văn Linh ngủ nhậu giờ sỉnh quá không có quay về, lúc mà xúc về xúc nhanh luôn em. Em anh em có con can nè, chở xiết về rồi xử lý xong rồi quên quay à. Bây giờ mình sẽ thả cho anh em xem nha. Mưa nè, đang mưa, quay không biết điện thoại không. Đây, mình sẽ thả cho anh em xem nha. Thì giờ là nó khoảng 20 kg, mình sẽ bổ sung thêm 20 kg nè đó. Thì mỗi bồn như thế mình sẽ bổ sung 10 con trước, còn dư thì mình sẽ bổ sung thêm, chẳng có điếm con nữa. Thì lươn này ở tầm khoảng 150 gram. Thì bây giờ mình quay xong rồi mà bổ sung rồi cho anh em xem nha. Nãy cái bồn này nãy mình bỏ vô 10 con rồi, nó ra ngoài anh em. Mình sẽ kéo cái thùng ra mình bổ sung thêm. Bây giờ nãy vô quá nó ra. Rồi thả xong rồi anh em. Thì 20 kg nó tầm khoảng 100, 101, 120. Em mình đếm 10, 11 con đó. Đó, thì nó khoảng 101. Nãy nó có gà cái này nè, nó nhảy ra đây nè. Cái thùng nó bị lủng không thấy nè. Gà nó mổ thùng bị lủng không thấy. Thì bài lương này á là bài lương này là của Linh á, thì nó thả đẻ đang đẻ nha anh em. Thì cái dạng như bây giờ mình xuống mình bắt lại đừng bổ sung thêm thôi, ổng gà không có ở không để bắt á. Thì có chỗ mô hình của Linh ở vị chung á, thì mình có nó quay cho anh em rồi á. Thì nãy mình cũng không có kiểm tra trứng đâu, thì nó nói chung nó đẻ là được rồi, đủ tháng rồi. Mình thì mình dòm sơ sơ thôi. Nãy của Thương nó cũng đi bắt chung mình bổ sung thêm. Cái bên này là tại vì mình đặt đầu mình không xử lý kỹ nó bị hao á. Anh em cũng thấy cái bồn đây, cái bồn này nó còn có 3 mấy con. Mình tính thả là tầm khoảng 70 con, nó chết hết phần nữa. Thì nữa mình bổ sung thêm khoảng 10 con nữa. Bổ sung 10 con nó chưa đủ nữa nè. Mà thấy vậy được rồi sao mấy cái bồn khác nó không chết. Tại cái bồn này nó xì á nè. Cái bồn này nó xì như chân chỗ đường xả nè, mình sợ nó ra. Nó ra nữa. Cho nên là mình nó bổ sung thêm. Nhưng mà nãy bổ sung nó chia đều 10 con thì nó đủ. 10 mấy con. Đó, thành ra là lương nó cũng hơi lớn đó nè. Mình thì mình xả lương có đó thôi. Tầm chắc này cỡ 170-180 gram. Thì quay cho anh em xem cái chỗ mình thả lương như vậy. Lúc trước mình thả bằng bao đó nè. Bằng vô mình cân rồi mình thả luôn chứ không có điếm con. Thì bổ sung thêm mình điếm con của nó là sao. Lúc trước thì lương nó chắc cũng tầm khoảng 5-7 con ký thôi. Thì nó tầm khoảng 70 con á. Cái này thằng này nó hao khoảng hao khoảng phần nữa đó. Giờ mới có ga không? Tại vì nó xì nó gách lỗ như chân cái sổ xả luôn. Mình không có giá được. Ga là mình phải thay. Mình có cái bồn này nó cũng hư. Thì năm thứ 3 bắt đầu nó mục của anh em. Anh em cũng thấy bạc nó mục nè. Mục mấy cái thành chân. Nó chảy nước ra. Thì cái chỗ này cái bạc này nó bị xì nè. Bể này ha. Nó có giật cái này thấy. Thì bổ sung vô thì mình nãy mình có nói với anh em là đã xử lý rồi ha. Thì cái xử lý á, là mình chỉ cho anh em luôn. Lúc đem lương về mình có cái bồn sẵn. Hồi nãy trong kia mình ra mình xúc mình quên luôn, ngủ thức dậy mình quên luôn. Thì bây giờ khoảng 5 giờ mấy nè.
năm mấy thả buổi chiều. Thả buổi chiều lương nó tối nó quậy vô kiếm hang thì nó đỡ mệt hơn lúc mà mình thả sáng sớm nha. Thả sáng sớm mà chắc chưa nó nắng nó mệt lương. Thì bên đây mình vẫn giữ nguyên nha. Đó. Thì mới thu xong hết trơn rồi nè. Rồi vét sình lên. Đó, mấy anh em cũng thấy nha. Mình ở đây mình làm như thế này nè. Rồi. Có cái nào mình chia sẻ cho anh em hết. Tại vì bổ sung thêm, tại vì lý do là cái mình thấy cái bồn đó nó bị hao hụt nhiều, với lại tỷ lệ đẻ nó không có nhiều nữa nè. Tại vì mấy anh em nói đẻ rất là nhiều nhưng mà của mình đẻ hơi ít. Thì mình suy nghĩ lại là lúc đó mình bị hao. Tại vì nó chết ở trong đất đó nè. Mình thấy, với lại mình đi vô mình môi á, mình thấy có xương nhiều. Mình thất bại lúc đầu, mình rút kinh nghiệm cho anh em ha. Tính đây là bởi vì mình bổ sung thêm. Đẻ rất là dữ luôn mà tại sao mà để ít hơn anh em. Thì mấy anh em thấy á, mình bổ sung thêm. Cái đầu con nó không cao, nhưng mà cái số lượng trứng của mỗi con rất là nhiều. Rồi ha. Thì xung quanh mấy có tính chia sẻ cho anh em cái khác, nhưng mà bữa nay lỡ đi bắt lương quay cho anh em xem cái này. Đó, quay cho anh em xem. Để coi là 10 bể. 10 bể cũ của mình. Đó, 12 ha, 12 bể. 12 bể thì coi như là mỗi bể là 10 con thì muốn 120 con. Nhưng mà nãy có mấy bể mình thả 12, 13 bể cuối mình thả tới 13, 14 con. Còn mấy con mình kệ đi. Lương thì không có lựa được cái đâu nè. Em chơi thì nó phải tỷ lệ thôi. Lương lượng tính mà lựa được cái. Khoe cho anh em coi cái phân biệt được cái ở cái clip trước á. Thật ra là mình nói cho anh em vậy thôi chứ được cái gì bây giờ lưỡng tính mà được cái. Chuyển từ nó cân bằng giới tính nó thôi chứ bây giờ được cái gì đúng không. Rồi mình có những cái mình chỉ cho, chia sẻ cho anh em như thế á. Cái bể cuối nó hơi dày ha. Đây nè, anh em thấy nó xì bọt ở trong đó rồi ha, vô nó lủi đó. Rồi, anh em hỏi có cắn nhau thì tất nhiên là từ từ đó nó sẽ hòa thôi. Lương thì nói chung là vô đuổi vô hàng người ta phải cắn thôi đúng không. Cái này thì chắc khoảng 2 ngày nữa mình sẽ tạc thuốc tím nữa, cái nào cũng phải chạy sức thôi, giống như định kỳ đó. Cứ thả lương vô rồi mình sẽ xử lý thuốc tím. Trời cũng mới mưa xong đó nè, mát ha. Thì, lương này thì mình đã cho ăn một ngày cách ngày. Lúc này nó đang đẻ thì nó không có ăn nhiều đâu anh em ha. Khi nào nó nghỉ đẻ nó sẽ ăn nhiều. Anh em thấy mà lúc mà vô đất lại bắt đầu đẻ cái đợt 2 ấy, ở cái vụ 2 ấy, đó, thì lúc đó nó sẽ, nếu mà nó ăn ít lại ăn thấy cảm thấy dư mồi là lương đẻ, anh em nhận biết. Rồi chỉ cho anh em rồi ha. Rồi ok. Rồi chào tất cả anh em nha.